Chúng ta sẽ đi vào sân theo đường này ư? Có vẻ không được sạch sẽ cho lắm nhỉ? Nói nhỏ thế nào, quang quang thế, người ta biết hết kế hoạch thì sao? Suốt ngày kế hoạch của anh của ông đều phải có người giúp đỡ mới thành công như UEFA chẳng hạn. UEFA liên quan gì ở đây? Không nhắc đến chuyện cũ nữa. Chúng ta cần phải đặt bỏ hết bất đồng, cùng bắt tay thực hiện theo kế hoạch của tôi. Chuẩn bị đi nào. Xin lỗi, tôi lỡ tay mở một lối hơi to thì phải. Đi đường này vậy, đỡ phải chui. Entremos por aquí. Ủa, sao có một ai ở đây vậy? Tôi cũng không hiểu được tại sao lại thế. Tại sao chứ? Tôi biết đấy. Ông là ai? Tại sao mày ở đây mà nói lung tung như vậy? Vicente del Bosque, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, giành chức vô địch thế giới. Trong giới huấn luyện viên thì tôi chỉ biết một vài người giỏi nhất như Mourinho và một vài người nữa. Ngài Vicente, các cầu thủ của chúng tôi đi đâu hết rồi? Tôi cho ai về nhà đấy hết rồi? Cũng biết chuyện gì đã xảy ra không? Nói đi xem nào. Trình bày dài dòng quá đấy. Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi bị kia quá trình phức tạp. Còn ông thì ông suốt ngày cằn nhằn. Tôi không ăn nhiều quá hết cả phần của chúng tôi. Hai vào thế. Đừng tranh cãi nữa được không? Tôi cũng muốn phát điên lên đây này. Đủ rồi. Cứ mang cách như thế này để hòa thuận với nhau cơ mà. Và suốt ngày cãi nhau thế này. Tốt nhất là ai về nhà ở đấy đỡ đau đầu. Hả? Nó có vẻ là một ý kiến hay đấy thưa sếp. Cansado esto de chillar, ¿eh? Vậy là họ đã đi đâu? Ai biết? Về nhà, đi nghỉ hoặc đâu đó. Về Kim Lea để tập huấn trước mùa giải bây giờ. Để bác xa các cậu thì cần gì về tập nữa. Đã thế là hay rồi, cứ để các cậu đi chơi đi. Đội tôi thì vẫn cần phải tập chứ hả? Chúng ta đi đâu bây giờ? Tự nghĩ nên trở lại sân tập, chơi bóng và tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới thôi. Nên về nhà nghỉ đã. Nhưng tớ thèm đá bóng, chơi mãi cũng chán rồi. Tớ muốn về thăm gia đình, nhốt lâu quá rồi, nhốt mọi người quá. Còn đá bóng thì tính sau đi. Mano Iniesta! Cứ dư dãn thôi, phía trước còn nhiều thời gian cơ mà. Làm gì còn nhiều thời gian, chuẩn bị đại chiến đến nơi rồi đấy. Đúng thế, tớ này Real sẽ thắng. Không phải trước là thất bại mãi được nữa, cứ thử xem. Hãy chờ xem, Real sẽ thắng trận này.